Ok, xin chào các bạn. Hôm nay thì đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta chứ không phải là mình. Thì như mình có đề cập đó, là trong video lần này của mình sẽ nói về chiếc xe mới của mình mới mua và những chia sẻ về cách đi mua xe, rồi cách nói chuyện với sale ở trong hãng như thế nào và mua xe như thế nào, rồi tại sao mình chọn xe này các thứ. Thì đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay á. Đây là chiếc Toyota RAV4 2020 bản cơ bản all wheel drive. Ok, bắt đầu thôi. Ok, thì đây trước mắt mình sẽ cho các bạn rất là nhanh thôi, bởi vì mình đứng bên ngoài và hôm nay mình sẽ quay bằng điện thoại, cho nên mình sẽ cố gắng làm thật nhanh bên ngoài bởi vì khá là lạnh. Thì đây là nội thất của em ấy bên ngoài, ngoại thất của em ấy bên ngoài. Thì đấy, các bạn có thể thấy đấy, mình chọn màu trắng cho nên là mùa này đi thì cũng hơi quải vì cái độ dơ của nó. Nhưng mình nghĩ mùa này thì tuyết xung quanh các bạn thấy rồi đó, thì nó cũng xe nào nó cũng dơ thôi chứ không phải là chỉ có mình xe mình. Đây, RAV4 all wheel drive. Thì đây là sẽ có một cái quạt để chắn nước rồi các thứ khi đi đông ở đằng sau luôn. Bản LE all wheel drive. Đấy, đây là bên ngoài của em nó trắng như ngọc trinh luôn. Đấy, bên này thì ở xung quanh chiếc xe thì nó sẽ có camera các thứ. Thì tại sao có camera đấy, để lát hồi mình sẽ nói cho các bạn biết ở bên trong, bởi vì nó cần camera để thu thập dữ liệu máy tính cho bên trong. Thì nó sẽ có đèn, rồi có nhiều loại đèn sáng hơn bình thường, thì nó là điểm mà rất thích. Rồi cái cục này cũng là cái mình phải luôn giữ để nó rõ ràng, bởi vì cục này là nó coi là cái camera phía trước của nó, và ngay cái điểm trước mặt đấy thì ngay cái điểm này luôn ở đằng trước đó, ở ngay chỗ lái xe á, đấy cái điểm đấy thì nó cũng sẽ là có một cái camera đấy. Thì tại sao lại như vậy thì mình sẽ cũng là cùng vô trong xem nhé. Đây là ngoại thất thôi. Thì đây là cái phần đằng sau của em nó. Thì đây sẽ là cái miếng được tặng thêm, cái miếng lót cái thảm. Thì một bộ mùa đông và một bộ mùa hè, và không được sử dụng lẫn lộn với nhau. Đây là khoang chứa đồ, mình có thể hạ cái ghế này xuống để mình chứa thêm đồ. Thì đấy, cho nên là cái việc chuyển nhà hay là kia thì rất là tiện lợi. Đây là phía sau của em nó. Đây là chỗ ngồi phía sau, rồi ghế cũng bình thường, nhưng mà được cái là ghế có hoa văn. Bản đời này thì có hoa văn hơi xíu, mình chỉ chọn ghế bình thường thôi chứ không phải là ghế da. Rồi còn phía trước, phía trước thì mình sẽ nói sơ từng nút luôn, là cái phần này là phần kiến lên xuống, rồi khóa cửa, rồi không cho người sau mở khóa cửa, rồi kính này là kính hai bên này nè để điều chỉnh, rồi thảm, rồi đây là cái bởi vì mình hôm nay là mình sẽ đi Calgary một chuyến á, cho nên là cũng khá là cập rập. Ok, thì đây là bên trong em nó. Thì đây là chỗ sưởi ra, rồi đây là cái, đây là những cái nút bấm. Thì bên này nó sẽ tích hợp được là gọi điện thoại, rồi chỉnh menu, rồi tăng âm lượng nói. Rồi bên này á, mình sẽ đi qua từng nút cho các bạn biết. Trước mắt á, là phần này là phần cơ bản nhất. Đây là gồm có mực nước nè, rồi bên phải á, là tốc độ xăng. Còn ở giữa, cái màn ở giữa là nhìn các bạn nè, thì đây là số km, nó có nhiều chế độ. Thì nó sẽ lúc mà cái đường trơn trượt á, nó sẽ tự động báo cho mình biết là đường nó sẽ hơi là trơn trượt, cho nên lái xe cẩn thận, nó sẽ để cái chữ dòng chữ đấy ở bên đấy. Đây là cái phần để làm cruise control. Cruise control là cái gì? Là cái này. Cruise control là cái này. Thì để mình giải thích một xíu về cái bộ phận này xíu. Cái phần này là cái phần pre-collision. Pre-collision có nghĩa là
khi mà mình đến gần xe trước quá, xe đằng trước quá mà sắp sửa gây tai nạn, nó sẽ báo mình. Đấy. Rồi cái phần này là cái phần lane tracing assist, lane tracing assist, hoặc là cùng với là lane departure. Cùng với là có nghĩa là khi mà mình chạy lấn lane á thì nó sẽ báo mình. Và cái tay lái này nó sẽ có hệ thống tự động, nó bẻ lái lại giùm mình luôn. Cruise control này là nó là full dynamic radar. Full dynamic radar cruise control có nghĩa là nó sẽ tự động chạy. Nó sẽ tự động chạy, ví dụ như bạn chạy trên một con đường, bạn chạy trên một con đường mà chạy hoài á, thì nó sẽ tự chạy cho bạn. Bạn bấm cái này thôi, bạn không cần đập ga nữa, bạn không cần đập thắng luôn, bạn không cần cầm vô lăng cũng được, thì nó sẽ tự động chạy cho bạn. Bạn chỉ cần set, bạn chỉ cần điều chỉnh cái tốc độ mà bạn muốn chạy trên highway chẳng hạn, trên cao tốc chẳng hạn, rồi nó sẽ tự động chạy cho bạn. Thì hai cái này á, nó sẽ đi chung với nhau. Thì cái này nó chỉnh được, bạn sẽ chỉnh được là cái hệ thống này, nó sẽ chỉnh được là bạn sẽ cách xa xe trước bao nhiêu lâu. Thì lúc đấy á, là nó sẽ cho bạn biết là bạn muốn giữ khoảng cách xe trước là 3 nấc, hay là khoảng giữ khoảng cách xe trước là 2 nấc hay như thế nào. Thì khi mà bạn set rồi á, khi mà bạn set rồi thì nó sẽ cho các bạn, nó sẽ tự chạy và sẽ tự điều chỉnh tốc độ cho bạn luôn. Khi mà xe trước chạy chậm lại thì nó cũng sẽ chạy chậm lại, trước chạy nhanh lên thì nó cũng sẽ chạy nhanh lên. Nhưng mà nó dù gì khi mà nó đến gần xe trước hay là không có xe trước đi nữa thì nó vẫn giữ khoảng cách rất là xa, và nó vẫn giữ tốc độ, nó vẫn giữ đúng tốc độ mà mình đã set chung với nó là 90-100 km/h chẳng hạn. Thì nó sẽ kết hợp với cái bộ phận lane, là khi mình lấn lane, khi mà cái xe tự động chạy luôn nha, bạn mới tưởng tượng là cái tay lái này sẽ tự động bẻ lái luôn. Cái một khi một đường thẳng á, nó sẽ đường ngoằn ngoèo á, thì cái tay lái nó sẽ tự động bẻ lái luôn, bạn không cần phải bẻ lái luôn. Đấy là cái chức năng của chiếc xe này. Thì đấy, chính vì vậy khi mà mỗi khi nó bẻ lái mà nó lỡ chạm lane một cái thì nó sẽ động báo. Chính vì vậy xe mới có radar, nó sẽ có camera đủ ở xung quanh xe để nó nhận diện được khi nào nó lấn lane. Xong nó tự động bẻ về, cái tay lái sẽ tự động bẻ về, mình không cần chạm gì luôn, tự động bẻ luôn. Rồi sẽ tự động chỉ bẻ về đúng lane của nó và tiếp tục chạy tiếp. Rồi đây chỉ là đèn hay là kính đằng trước quạt lên quạt xuống thôi. Rồi cái này là kính đằng sau, mình bẻ lên bẻ xuống thì kính đằng sau nó sẽ tự động như nãy bạn thấy cái đồ quạt đằng sau nó tự động chạy. Ok, sẽ qua đến phần này. Bảng điều khiển, mình rất là thích cái này bởi vì cái này là điều chỉnh nhiệt độ này, rồi điều chỉnh nhiệt độ, điều chỉnh quạt, còn bên này là nhiệt độ trong xe, rồi những cái này là sưởi, rồi sưởi kiến, sưởi ghế, rồi máy lạnh các thứ thôi. Rồi đây là sưởi ghế đây, rồi cái này là bộ phận gọi là cái tiếng Anh là cái gì mình quên rồi. Khi mà giống như mà bạn bị kẹt á trong tuyết á thì bạn tắt cái này đi thì bạn có thể đẩy lực của nó tốt hơn, và bạn phải đẩy lực của nó dễ hơn để thoát ra khỏi cái kẹt tuyết về bạn xe mà bạn mới bắt kẹt á. Ok, còn đây là màn hình cảm ứng, mình đã tích hợp, mình đã gắn bộ cái xe này thì nó rất là tiện khi mà nó có Apple Play, nó có Android Play, có nghĩa là nó kết hợp với điện thoại của iPhone được, hoặc là của Samsung, của Android, của Apple được. Thì mình giống như mình đây mình đã gắn vào cái điện thoại của mình nè, điện thoại thứ hai của mình nè, mình chỉ cần chạm gắn vào thôi thì nó sẽ tự động nhảy lên đây cái màn hình của iPhone luôn. Đây thì bên này nó sẽ tích hợp cái Apple CarPlay luôn, thì nó sẽ như một cái màn hình của iPhone khi mà bạn cắm vào vậy đó. Thì đấy, bạn có thể điều chỉnh nó như một cái iPhone ở trên này. Mà bây giờ mình đang chạy đến Calgary nên mình chỉnh chế độ là bản đồ thì mình có thể chạy ở đây luôn. Rồi ngoài ra những cái năng khác như là audio hay là radio, rồi mà bản đồ, hoặc gọi điện thoại, mình có thể gọi điện thoại trên cái xe này luôn, mình có thể nói chuyện với cái xe này luôn, và cái loa nó sẽ phát lên để người bên kia nói chuyện. Đấy, nó chỉ đơn giản là cái màn hình cảm ứng như vậy thôi. Thì ở dưới này thì cái này sẽ là những cái chức năng chế độ chạy riêng của nó, chế độ tiết kiệm xăng nè, chế độ bình thường, chế độ thể thao là chạy nhanh hơn nè, chế độ đi tuyết nè, chế độ đi đường hơi là bụi cát, rồi chế độ đi đường núi các thứ nè. Nói chung là khá là tiện lợi, và mọi thứ khá là tiện lợi. Rồi đây là để đồ, rồi để cup, để ly nè. Rồi trong này chỉ là một cái kệ, một cái để đồ bình thường thôi. Đấy,
thì cơ bản một chiếc xe bình thường nó sẽ như vậy, cái một cái kiến bình thường. Và bên này á, nó có một cái thú vị á, là bạn sẽ thấy đồ nó sẽ có một cái blind spot monitor. Là blind spot monitor là cái gì, là cái này nè, bạn thấy hai cái biểu tượng này không, đây thì đấy, cái biểu tượng này á thì nó sẽ gọi là blind spot monitor, có nghĩa là khi mà bạn đi xe á, mà bạn muốn rẽ trái rẽ phải chuyển lane á, thì bên tay trái tay phải của bạn sẽ có điểm mù, và thường thường người ta sẽ phải gắn một cái kính nhỏ nhỏ lồi ở phía trên, thường thường người ta sẽ gắn một cái nhỏ nhỏ kính hỗ trợ thêm để xem được cái điểm mù đó có xe hay không. Thì cái này là gọi là blind spot, điểm mù gọi là blind spot. Thì trên hệ thống của Toyota cái này thì nó không còn cái kiến nhỏ, phải không phần gắn kiến nhỏ, mà nó sẽ có là cảm ứng luôn, có nghĩa là nó sẽ nhờ có radar ở những camera xung quanh á, thì nó sẽ biết được là điểm mù của bạn có xe hay không trước khi bạn rẽ, và nó sẽ chớp cái điểm nãy mình zoom vào á, là nó sẽ chớp, nó sẽ sáng lên, nó sẽ chớp trước khi bạn, nó sẽ báo hiệu cho bạn là không nên rẽ bởi vì có điểm mù, có xe trong điểm mù của bạn, để tránh gây tai nạn. Đấy là mình rất là quan tâm đến những cái tính năng về an toàn của xe như vậy, mà đặc biệt là những cái tự chạy như Toyota này, nó không có thể bằng Tesla được. Dĩ nhiên nó chỉ là một phần rất là nhỏ so với Tesla thôi. Tesla thì nó sẽ có thể tự chạy, tự rẽ, rồi tự parking, tự đậu xe các thứ luôn. Còn này nó chỉ thường nó sẽ chỉ một con đường, chung một con đường, và nó có thể ngoài, dù nó ngoằn ngoèo thì vẫn tự bẻ lái cho mình, nhưng mà nó vẫn không có chức năng rẽ trái rẽ phải. Tự rẽ trái rẽ phải nó chỉ có năng tự bẻ lái rẽ trên cùng một con đường. Nếu mà bạn đi những con đường dài như từ Edmonton xuống Calgary hay từ Calgary lên Edmonton ví dụ vậy, nó chạy thẳng tắp và nó sẽ có ngoằn ngoèo các thứ thì nó vẫn tự chạy được. Đấy, đấy là những cái mình rất là thích của những cái chức năng cơ bản và an toàn của chiếc xe này, mình khá là thích. Thì mình cái này mình chỉ để thêm để mình gắn điện thoại thôi, mình nói chuyện quay vlog với các bạn thôi, thì nó không có cái này. Đấy, cơ bản một chiếc xe nó sẽ có như vậy. À đây, khi mà cái này á, thì khi mà đậu xe cái handbrake á, cái tấn thai á, nó sẽ không còn là cái cần gạt như chiếc Honda cũ của mình nữa, mà nó khi mà bạn chuyển như vậy là chế độ drive nè, là lái, khi mà đậu xe đó, cái này nó tự động bật lên luôn. Đấy, nó sẽ tự động bật lên luôn, không còn quan tâm nữa. Cái hô này á là dùng để khi mà bạn dừng đèn đỏ mà lâu quá thì bạn bấm cái này, thì bạn sẽ nó sẽ dừng, nó sẽ tự đạp thắng cho bạn, nó sẽ dừng luôn cho bạn lâu để bạn không phải đạp thắng hoài mỗi chân. Đó, chức năng là vậy thôi. Đấy, nói chung là cơ bản thì nó khá là hay. Rồi, còn chìa khóa để nói về chìa khóa này thì đó là bộ chìa khóa của Toyota có hai chiếc. Thì cái này là chiếc cơ bản mở khóa bình thường mà bạn có thể giấu cái chìa vô. Đấy, ví dụ vậy. Rồi, tiếp đến là cái phần này là mình ép nó gắn thêm cho mình, đó là phần chìa khóa từ xa. Mình có thể đề máy xe bấm cái này mỗi sáng, mình đề phải, bây giờ đây là mùa đông, mình bắt buộc phải có cái này, mình bắt nó phải thêm vào cho mình, mới miễn không dính tiền. Cái này do các bạn thương lượng nha, chứ phải bắt được nha. Rồi cái này khi mà bạn bấm cái này đè mỗi ngày thì mỗi sáng thì mình sẽ bấm cái này để xe nó tự động đề lên, tự động nổ máy xe trước khi mình xuống, để nó sưởi ấm trong xe trước khi mình đi làm. Thì đấy, để mình không còn phải ra xe. Và cái này là hai chiều nha, cái này có remote starter này, có gọi là remote starter là chiếc khóa là chìa khóa xe từ xa. Nó có hai, nó có nhiều loại. Cái này là loại hai chiều, có nghĩa là mình bấm vào nó sẽ chớp một lần. Xong rồi khi mà chiếc xe thật sự nổ máy rồi, nó sẽ báo cho mình biết một lần nữa, tín hiệu nó sẽ quay về lại một lần nữa, báo hiệu là chiếc xe đã nổ máy thành công rồi. Còn nó không báo hiệu gì chứ là chiếc xe không nổ máy, nó bị gì hay là quá xa hoặc là như thế nào đấy. Nhưng mà thường thường là cái độ phạm vi của điều khiển của này khá là xa, cho nên không quan tâm, không phải lo về cái vụ xa hay không. Remote starter, nhớ nha các bạn, điều khiển từ xa rất là quan trọng, đặc biệt trong những mùa lạnh như thế này. Và nên mua lên làm hai chiều, bởi vì nó sẽ báo lại cho mình biết là chiếc xe nổ máy thật hay chưa. Ok. Ok, tiếp theo ngoài cái cruise control là cái hệ thống tự chạy ra, thì tiếp đến sẽ là hệ thống all-wheel drive. All-wheel drive là có nghĩa là hai cầu toàn thời gian á. Đó là mình sẽ nói sơ hai cầu toàn thời gian là như thế nào, tại sao chỉnh chọn. Thì như hiểu đơn giản thì cái lực nó sẽ tác động lên bốn bánh, giúp cho đi rất là đi đường trơn trượt, nó không bị trơn trượt và rất không bị kiểu như quăng, không kiểu như không bị trơn trượt là khi mà bạn đường nó bị trơn thì bạn cái đằng sau á, cái đuôi xe của bạn dễ bị đánh vào một bên á, nó sẽ bị gây tai nạn á, cho nên nó sẽ hạn chế vụ đấy. Rồi, tiếp đến là cái phần
những cái nãy giờ mình nói như là hệ thống tracking lane á, là lane nó bị lấn á, thì nó sẽ cái đầu tiên á, lane nó sẽ bị lấn sẽ báo cho mình, rồi hệ thống resolution là PCS là PCS á, đó là trước khi tông vào ai, trước khi quá gần nó sẽ báo cho mình. Rồi hệ thống blind spot monitor là cái hệ thống báo điểm mù như nãy mình nói. Rồi những cái phần setting bình thường ở dưới thôi. Nói chung là xung quanh nó sẽ có nhiều cái camera thì nó sẽ giúp cho bộ làm cho một chiếc xe khá là ok về mặt an toàn, và mình rất là chú ý cái việc an toàn khi mà chạy, cho nên mình rất đầu tư. Ok, và đây là chiếc chế độ tự lái của nó. Các bạn sẽ xem sắp tới nó sẽ tự động bẻ lái. Đấy, cái đường nó hơi ngoằn ngoèo ấy, nó bắt đầu nó bẻ lái, cái xe nó tự động bẻ lái. Và khi mà mình buông tay đó nó tự động bẻ lái, nó đang lớn lên nè, rồi nó tự động bẻ lái về nè. Đó, mình không hề làm gì hết. Một tay mình cầm điện thoại rồi. Và khi mình buông tay lái, mình không cầm tay lái quá lâu ấy, nó sẽ tự động báo mình là mình nên cầm tay lái lại. Nếu không nó sẽ báo động. Có nghĩa là mặc dù nó là chế độ tự lái nhưng mà mình vẫn nên thỉnh thoảng cầm tay lái. Nếu không là nó sẽ rất là nguy hiểm. Đấy, bây giờ là cái xe trước nó rẽ đi rồi. Nó sẽ vẫn giữ khoảng cách với cái xe ở trên. Đây là chế độ mình nói là bạn có thể chỉnh là nó 3 nấc hoặc là 2 nấc so với xe trước. Đó là khoảng cách so với xe trước. Và mình có thể set là 104 km/h hoặc là 105, 106 tùy mình. Thì đấy, thì các bạn có thể thấy là cái chế độ mà lane á, tracking lane á, là nhận diện lane là khi lấn lane hay không á, thì mà khi mình buông tay lái quá lâu á, thì nó sẽ tự động tắt luôn. Cho nên mình lâu lâu phải cầm tay lái giống như vậy nè, để nó vẫn còn tracking được. Bởi vì Toyota khuyến khích mọi người á, là không nên thay thế cái việc tự lái này bằng cái việc mà lái xe an toàn bình thường. Chính vì vậy, và chính việc ngủ quên á, bởi vì mình không có đập chân ga gì hết trơn đó, mình không có cầm tay lái luôn, thì nó sẽ dễ ngủ quên. Là lâu mình phải cầm để cho máy nó biết là mình không có ngủ quên, và nó sẽ tự động chạy cho mình. Thì những đoạn đường này, đây là quãng đường từ Edmonton đến Calgary mà các bạn đang thấy nè. Thì đấy, những đoạn đường mà dài thẳng tắp như vậy á, và lâu lâu nó sẽ ngoằn ngoèo các thứ á, thì cái này nó sẽ tự động bẻ lái cho mình đấy nè, thấy không? Nó bắt mình đó, nó bắt mình phải cầm tay lái vô đó. Thì nó sẽ tự động bẻ lái cho mình luôn. Cho nên mình chỉ việc ngồi thư giãn thôi. Ví dụ vậy, đấy là chế độ tự lái. Và dĩ nhiên nó sẽ, mình một lần nữa, nó sẽ không bằng Tesla được. Là vì Tesla nó sẽ tự động rẽ, đặt chế độ, chỉnh chế độ bản đồ trong xe luôn, xong rồi tự động chạy luôn, tự động chạy đến nơi, đến đích luôn, để trái, để phải, dừng đèn đỏ cái thứ luôn, nó ghê vậy đó. Cho nên nó sẽ không thể bằng Tesla được, nhưng nó chỉ một phần thú vị gì thôi. Và mình có thể nghỉ ngơi trong quãng đường dài khoảng 2 tiếng mấy, 3 tiếng chẳng hạn, mà mình muốn đi nhanh hơn thì mình có thể tăng cái tốc độ lên. Tăng cái tốc độ lên, dĩ nhiên đừng có tăng quá, bởi vì dễ bị công an bắt, ví dụ vậy. Thì đấy, thì cho các bạn nào biết về chế độ tự lái, chế độ cruise control, radar cruise control là vậy, đơn giản vậy thôi. Và như nãy mình thấy rồi đó, như nãy các bạn thấy là khi mà cái này á, khi mà lấn lên rồi, khi mà có điểm mù á, đằng sau có điểm mù là có xe á, và cái điểm mù có xe á, mà bạn vẫn ngủ quẹo á, thì nó cái vô lăng này nè, nó sẽ tự động, cái máy á, nó sẽ tự động chiến đấu với bạn là không cho bạn quẹo, bởi vì nó biết đây nè, cái chỗ quẹo nè. Nó bẻ lái giùm bạn. Đấy, bạn thấy cái đường bắt đầu nó chết về bên trái không? Thế mà mình không có lái gì hết, mình chỉ cầm lâu cầm cho nó biết là mình không có quên thôi. Đấy, nó vẫn tự động điều chỉnh theo con đường cho mình. Đấy, bây giờ lấn lên nè. Xong rồi nó tự động bẻ qua bên này luôn, nó tự động bẻ qua bên này cho mình luôn. Để nó giữ cái lane thẳng lại, bởi vì cái đằng trước nó có cả một cái camera để nó có thể điều chỉnh được là đâu là lane, đâu là đây là chính giữa lane, đâu là lấn lane. Thì đấy, khi mà mình có điểm mù như nãy mình nói, cái điểm mù mà mình vẫn cố tình muốn quẹo á, để gây tai nạn á, thì nó sẽ cố gắng chiến đấu với mình, không cho mình bẻ lái. Đấy là những cái điểm an toàn, những cái điểm chế độ an toàn ở trên Toyota và những cái phiên bản sau này. Rất là hay. Đấy, cơ bản thì nó chỉ có như vậy thôi về chiếc xe này. Thì video nó cũng khá dài ấy, cho nên mình nghĩ là mình sẽ làm phần 2 về cái phần sau, là về cái việc mua xe, mình đã deal với chiếc xe, mình đã deal với sale như
những cái nhân viên bán hàng xe như thế nào, tới hãng như thế nào, thử bao nhiêu chiếc xe và mua bảo hiểm chiếc xe mới như thế nào, và cũng như test xe rồi trời những cái đặc điểm nào của xe mà mình chọn khi đi mua xe chẳng hạn. Sau một năm mình trải nghiệm chiếc xe cũ của mình là Honda Civic 2010, mình đã lên đời 2020, thì hẹn các bạn gặp bạn ở video sau nhé. Cảm ơn các bạn, và các bạn có thể cân nhắc những cái tính năng mà nãy giờ mình nói ở đây và trong cái video này cho một chiếc xe mới nha. Ok, cảm ơn các bạn.